Tôi sang cái bài toán thứ hai, bài 2 là mã 32. Cái đề toán của bài thứ hai này á, nó có cái nội dung như sau. Một máy phát sóng vô tuyến AM đẳng hướng trong không gian ở khoảng cách R bằng 30 km từ máy phát này, người ta nhận được sóng có cường độ Y là bằng 4,42 nhân 10 mũ trừ 6 watt trên mét vuông. Tính công suất của máy phát. Tính công suất của máy phát. Thầy sẽ tóm tắt các cái đại lượng ra ngoài nha các em. Một máy phát sóng vô tuyến AM thì ở đây thì thầy cũng giải thích sơ là cái máy phát sóng vô tuyến AM. Thì cái này là lên trên này thì các em sẽ học về về viễn thông, các em sẽ học cái này. Thì trên này nó có rất là nhiều cái trong không gian, nó lan truyền rất là nhiều cái loại sóng, cái sóng AM, sóng FM và sóng LM. Ở đây là viết tắt của các cái loại sóng, còn có cả là FM nữa. FM là cái sóng gọi là cái sóng dọc. Cái sóng này là thường thường là trên các cái radio mà người ta chỉ phát nhạc không, thì người ta phát trên cái sóng FM. Cái sóng FM mà chữ S này là viết tắt của chữ short wave, tức là sóng ngắn. AM nó là sóng trung bình. Thì như vậy thì thầy cũng có sơ về các cái loại sóng như vậy, sau này các em sẽ học. Còn trong cái bài này thì người ta nói là một máy phát sóng vô tuyến AM đẳng hướng trong không gian ở khoảng cách R bằng 30 km, từ máy phát sóng này người ta nhận được một cái sóng, và người ta nhận được một cái cường độ sóng là Y là bằng 4,42 nhân cho 10 lũy thừa trừ 6 watt trên mét vuông. Trong cái bài này người ta yêu cầu là tính công suất nguồn. Tính công suất nguồn tức là tính cái công suất của máy phát đó. Như vậy thì để giải cái bài toán này thì chúng ta làm như thế nào? Các em hình dung nó như thế này. Cũng như cái bài toán 231 á, thì từ cái nguồn phát sóng đó thì cái sóng nó đi ra nó lan truyền ra theo cái dạng hình cầu. Các em hình dung như là một cái đứa con nít mà nó thổi cái bong bóng vậy đó. Thì cái bong bóng mà các em hình dung cái bong bóng đó là cái hình cầu. Thì khi mà càng thổi thì cái bong bóng nó càng lớn ra. Thì như vậy thì cái sóng điện từ nó lan truyền trong không gian đó, nó cũng lan truyền theo cái kiểu như vậy. Và các em có được cái công thức là Y bằng P chia cho S. S ở đây là diện tích của mặt cầu. Diện tích của mặt cầu. Các em có thể hình dung là diện tích của cái bong bóng đó, cái mặt ngoài của cái bong bóng đó là cái S này nè. Như vậy thì ở đây người ta hỏi P, có hỏi B thì các em suy ra B thôi. B là bằng Y nhân với lại S. Y nhân với lại S. Và các em biết là các cái số liệu như là ở đây Y á là bằng 4,42. Ta thầy viết luôn đi. Y là bằng 4,42 nhân cho 10 mũ trừ 6 watt trên mét vuông. S thì nó là 4 pi r bình phương. R là bằng 30 km. 30 km thì thầy viết là 3 nhân cho 10 mũ mấy km, là 3 con số 0 thêm mũ số 0 nữa là 4 con số 0. Nhưng mà R này là R bình phương nhé, 4 pi r bình phương. Như vậy thì cái này nó bình phương nè. Thì như vậy thì tới đây thì các em chỉ còn bấm máy thôi. Bấm máy thì các em sẽ có được cái kết quả là ở đây thì bấm máy nó ra là 49989 watt. 49989 49989 watt. Nếu mà làm tròn số thì là 49.000 thì các em cho là 50.000. 50.000 watt. 50.000 watt tức là 50 kW. Như vậy thì rõ ràng là tại một nơi mà cách cái trạm phát sóng đó là 30 km
thì người ta sẽ nhận được một cái cường độ sóng là 4,42 nhân cho 10 mũ trừ 6 watt trên mét vuông. Như vậy thì biết cái cường độ sóng tại cái nơi mà cách cái nguồn và 30 cây số thì người ta biết được cái công suất của nguồn là nó phát ra là 50 kW. À, cái bài toán của chúng ta nó cũng chỉ có thế thôi, rất là đơn giản. Bây giờ ta sang cái bài toán tiếp theo. Cái bài toán nó có nội dung như thế này nè: hệ thống định vị toàn cầu GPS gồm 24 vệ tinh nhân tạo. Mỗi vệ tinh nhân tạo thực hiện hai vòng quay quanh trái đất trong một ngày ở cái độ cao khác là bằng 2,02 nhân cho 10 mũ 7 mét đối với mặt đất và phát tín hiệu điện từ đẳng hướng có cái công suất là 25W về phía mặt đất. Một trong các tín hiệu điện tử này có cái tần số là 1575.1575.42 MHz. Câu hỏi thứ nhất, tính cường độ tín hiệu điện từ nhận được ở trạm thu sóng tại một vị trí trên mặt đất ngay ở phía dưới vệ tinh. Câu thứ hai là trạm thu sóng nhận được tín hiệu có cái bước sóng là bao nhiêu. Cái đề này nó rất là dài dòng, nhưng mà thực sự ra thì thầy tóm tắt rồi, các em sẽ thấy rằng nó cũng không đến nỗi là khó hiểu. Hệ thống định vị toàn cầu GPS gồm 24 vệ tinh nhân tạo, mỗi vệ tinh nhân tạo thực hiện hai vòng quay quanh trái đất trong một ngày ở độ cao h. Ở độ cao h là bằng 2,02 nhân cho 10 mũ 7 mét. Ở độ cao 2,02 nhân cho 10 mũ 7 mét đối với mặt đất và phát tín hiệu điện từ đẳng hướng có công suất là 25W. Có công suất là 25W. Tức là từ cái vệ tinh nó phát ra cái tín hiệu là có cái công suất là 25W nha. Về phía mặt đất, một trong các tín hiệu điện từ này có cái tần số là 1575.1575.42 MHz. Có chữ M trước nữa nha. Rồi câu A thì yêu cầu mình tính cường độ tín hiệu điện từ nhận được ở trạm thu phí ở trạm thu sóng tại một vị trí trên mặt đất ở ngay phía dưới vệ tinh, tức là tính Y. Câu B người ta yêu cầu mình là trạm thu sóng nhận được tín hiệu có cái bước sóng là bao nhiêu ở trên cái trạm thu sóng đó, trên chỗ cái trạm thu sóng đó. Thì cái trạm thu sóng ở mặt đất đó, nó nhận được cái cường độ sóng là bao nhiêu và cái bước sóng của cái sóng đó là nó nhận được là có độ dài là bao nhiêu. Như vậy thì thầy có thể tóm tắt cái bài này như thế này bằng hình vẽ đi cho các em thấy nha. Ở đây các em để ý là dưới đây là giả sử dưới đây là mặt đất nha. Cái trạm thu nó ở chỗ này. Đây là cái trạm thu sóng nó ở chỗ này. Trạm thu mặt đất nha. Còn cái này là vệ tinh. Đây là vệ tinh phát sóng. Thì từ cái vệ tinh phát sóng này ra, nó phát ra một cái sóng có cái công suất đó là bề phở này nè, bằng 25W. Và cái sóng này á, nó có cái tần số là 1575
với 42 MHz. À. Rồi, như vậy thì nó phát xuống dưới này, nó phát xuống cái trạm thu sóng này nè. Nên nhớ rằng từ cái vệ tinh mà cho tới mặt đất này nó có cái độ cao hát á là bằng 2,02 nhân cho 10 mũ 7 mét. 2,02 nhân cho 10 mũ 7 mét. Và người ta chỉ yêu cầu mình tính là hai cái đại lượng là y và lambda, chỉ có thế thôi. À, bây giờ chúng ta tiếp tục khảo sát cái câu A nha. Câu A nó như thế nào? Thì từ cái vệ tinh này nè, khi mà nó phát sóng ra thì dĩ nhiên như các cái bài trước thầy nói là nó phát sóng ra đi theo cái dạng mặt mặt cầu. Như vậy thì có phải là tại cái trạm trạm thu ở mặt đất này á, nó nằm ở trên cái mặt cầu mà có cái bán kính là từ vệ tinh cho tới trạm, chính là AR là bằng H là bằng 2,02 nhân cho 10 mũ 7 mét. Đấy, các em phải hiểu các cái đại lượng này nó nói lên cái ý nghĩa gì. Cái H này chính là bán kính của mặt cầu. Đấy. À, và như vậy thì người ta bảo mình tính Y thì rất là dễ dàng thôi. Y là bằng P chia cho S. Y là bằng P chia cho S. B người ta đã cho sẵn cho các em là 25W rồi. À, S là diện tích của mặt cầu. Diện tích của mặt cầu là 4BR bình phương. 4pi r bình phương, r bình phương là cái này nè, là 2,02 nhân cho 10 mũ 7 bình phương. À, rất đơn giản như vậy thôi. À, và khi mà tính ra cái này á, thì các em chỉ có việc là bấm máy thôi. Ở đây thầy sẽ cho các em cái kết quả. À, nhập vào thì các em có cái kết quả thôi. Y ở đây thì tính ra là 4,87 nhân cho 10 lũy thừa trừ 15 watt trên mét vuông. 4,87 nhân cho 10 lũy thừa trừ 15 watt trên mét vuông. À, đó là câu A. Bây giờ ta sang câu B. Câu B người ta hỏi cái bước sóng mà cái trạm thu sóng này nó thu được. À, cái bước sóng mà cái trạm thu sóng này thu được thì các em biết rằng cái lambda này á, là bằng đường dài là bằng vận tốc nhân với thời gian v nhân t hoặc v chia s, v chia cho s. À, mà các em biết rằng cái sóng điện từ á, thì nó đi với cái vận tốc là bằng vận tốc ánh sáng, tức là 3 nhân cho 10 mũ 8 mét trên giây, hay là thầy viết là c đi, cho các em dễ hình dung, là 3 nhân cho 10 mũ 8 mét trên giây nha, mét trên giây. À, chia cho f. F ở đây các em nhớ là cái đơn vị ở đây là mega hertz nghe chưa. Như vậy thì thầy sẽ viết là 1575,42 rồi thầy phải nhân cho 10 mũ mấy đây, mega là 10 mũ 6. Đấy, các em phải viết đầy đủ như vậy chứ nếu mà không là sai nha chưa. Ở đây người ta cho là mega hertz, tức là 1 triệu hertz. Đấy, thì như vậy thì các em chỉ việc là bấm máy thôi. 3 nhân cho 10 mũ 8 chia cho 1575 đúng không ạ? 10 mũ 6. Như vậy thì ở đây là lambda đó thì nó xấp xỉ là 0,19 mét. À, cái bước sóng nó là 0,19 mét. À, chỉ có vậy thôi. Thì cái hoạt động của cái vệ tinh mà phát sóng ở trên bầu trời đó, thường thường là người ta gọi là cái vệ tinh địa tính. Có nghĩa là đại thể là như thế này, có nghĩa là mình nhìn thẳng lên trên đầu của mình á, thì cái vệ tinh nó ở trên đầu của mình, nó phát thẳng xuống dưới này. À, thì như vậy thì cái trái đất xoay thì cái vệ tinh nó xoay theo, đại thể nó như vậy. Và cái vệ tinh này á, là trong cái trường hợp này á, thì người ta để là cái trạm mà thu của ở dưới mặt đất này á, là nó nằm ở dưới cái mặt đất mà nó nhìn thẳng lên trên cái vệ tinh, do đó cái bán kính ER nó bằng H. À, các em để ý nha. Và cái bài toán của mình nó cũng chỉ có vậy thôi.
ta sang cái bài thứ ba.